What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em đi đập hộp một con bàn phím cơ đến từ hãng Skylong. Và con bàn phím này thì được ship từ bên nước ngoài về thông qua cái sàn thương mại điện tử Banggood. Nếu ai chưa biết về cái sàn thương mại điện tử này thì đây là một trong những cái sàn thương mại điện tử rất là lớn và có hỗ trợ ship code toàn thế giới luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cùng đập hộp nha. Và về cái hộp của con bàn phím này thì các bạn nhìn thấy đó, nó không có gì đặc biệt hết ngoài một cái logo và Skylong ở ngay giữa hộp thôi. Cái đó thì đối với mình khá là ấn tượng, không cần thiết phải quá màu mè đâu. Ở phía trong hộp thì chúng ta sẽ thấy là chiếc bàn phím rất là nhỏ gọn. Đây là thể loại bàn phím 60% nằm ở ngay giữa đây. Ở trong đây thì chúng ta có thêm một cái tờ hướng dẫn sử dụng nữa. Và cái tờ này thì các bạn nên giữ lại nhé. Tại vì những cái bàn phím 60% thì nó sẽ phải sử dụng rất là nhiều phím tắt. Đó. Và cái này nó có hỗ trợ tiếng Anh nữa, cho nên các bạn có thể sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn một cuộn dây kép. Đây, dây kép rời. Và chúng ta sẽ có thêm một cái nhổ switch. Một cái nhổ keycap nhỏ nhỏ xinh xinh. Một cái hộp đựng. Ở trong này thì chúng ta sẽ có những gì nhỉ? Ở trong này thì chúng ta sẽ có thêm những cái keycap thêm nữa. Đó, chúng ta có khoảng thêm 3 cái keycap thêm nữa. Như các bạn thấy thì đây là một con bàn phím với thiết kế layout là 60%. Nó chỉ bao gồm những phím chữ và một hàng phím số ở trên đây thôi. Không có bao gồm những cái nút như là hàng F hay là hàng numpad. Ngoài ra thì cái cảm quan đầu tiên khi mà trên tay chiếc bàn phím này thì đó là cái bộ keycap rất là ấn tượng. Nó sẽ có 3 màu chính, đó là màu trắng, màu xám nhạt và màu đỏ. Cái nút ESC ở đây sẽ là màu đỏ. Và chất liệu của keycap sẽ là keycap PPT, Daisuke. Ngoài ra thì những cái ký tự này được in rất là sắc nét ngay ở phía giữa keycap. Và theo mình được biết thì riêng cái bộ keycap như thế này thì giá của nó khoảng tầm 300-500 ngàn, tùy nơi. Một cái đặc biệt nữa mà khi mình mở hộp chiếc bàn phím này thì cái profile của cái keycap này là profile DSA. Tức là tất cả các hàng của cái bàn phím nó sẽ bằng nhau, chứ nó không có nhô cao thấp như chuẩn OEM hay là chuẩn FA. Về cái profile này thì nó cũng tùy người, không phải người nào cũng thích gõ cái profile này, tại vì nó sẽ cho cái cảm giác giống như là những chiếc bàn phím mà bàn phím của laptop ấy, thì nó sẽ bằng phẳng hết luôn. Chúng ta sẽ nhìn sơ qua cái khung của em này. Khung của em này sẽ là bằng nhựa và nó cũng rất là dày, dày hơn hẳn những cái con bàn phím 60% khác mà mình đã từng trên tay. Con của mình đây thì là phiên bản màu trắng nha các bạn. Ở phía mặt sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy có cái logo của nhà sản xuất và bốn cái chân cao su. Rất tiếc thì em này lại không có cái lẫy để nâng hạ độ cao của bàn phím. Mặc dù bàn phím đã được vát một góc cao lên như thế này, tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần phải nâng hạ để cho phù hợp. Về switch của em bàn phím này với cái bàn phím mình đang sử dụng, đây là bàn phím Brown Switch của Gateron. Gateron thì rất là nổi tiếng rồi, các bạn không cần, chắc mình cũng không cần phải nói nhiều. Và cái đặc biệt nữa đây là cái switch quang. Thì switch quang thì nó sẽ hỗ trợ đó là cái tốc độ truyền nhận nhanh hơn và đồng thời nó cũng sẽ hỗ trợ chống nước luôn. Tuy nhiên switch quang thì các bạn không thể thay thế các cái dòng switch cơ khác được mà phải sử dụng chính switch quang này thì mới có thể thay thế được các bạn nhé. Mặc dù nó hỗ trợ thay nóng nhưng mà các bạn phải lưu ý điều này. Ngoài ra ở trong hộp thì chúng ta vẫn còn có một cái sợi dây cáp khá là đẹp. Dây cáp được bọc dù cực kỳ chắc chắn luôn và sử dụng chuẩn đó là chuẩn Type-C sang USB. Đó, với cái chuẩn như thế này thì các bạn có thể dễ dàng mình mua một cái dây cáp ở ngoài mình thay thế cũng được. Rất là tiện lợi, mình rất là thích sử dụng cái chuẩn như thế này. Và tất nhiên con của mình đang sử dụng đó là phiên bản dùng dây chứ không phải là không dây. Cho nên là các bạn phải cắm dây thì mới sử dụng được nhé. Ngoài ra thì ở trong hộp của nó còn tặng cho chúng ta thêm 3 cái nút. Ở đây chúng ta sẽ thấy đó là Option, nút Command và nút Control. Cái này thì chúng ta có thể thay thế cho những cái nút ở phía đây. Tùy vào cái layout mình sử dụng. Nếu mà mình sử dụng layout dành cho Mac thì chúng ta có thể thay thế 3 cái nút này vào cho nó phù hợp. Ok, bây giờ mình sẽ cắm thử chiếc bàn phím này lên nhé. Ở phía trên này chúng ta sẽ nhìn thấy có cổng Type-C ở ngay đây. Chúng ta cắm dây cáp vào. Như các bạn đã thấy thì cái hệ thống đèn LED của em này là hệ thống đèn LED RGB 16,8 triệu màu. Đó, chạy rất là đẹp. Nhưng mà cái bộ keycap này thì lại không hỗ trợ xuyên LED, cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy được LED tỏa ra ở phía dưới chân mà thôi. Nhưng mà LED con này cũng khá là mạnh.
cho nên chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được rõ các cái chế độ đèn led của em này nhé. Và bây giờ mình sẽ tắt bớt đèn ở trong phòng đi, rồi sau đó mình sẽ cho các bạn xem các cái chế độ đèn led của em này. Như các bạn đã thấy thì em này có rất là nhiều chế độ đèn led, tuy nhiên thì đây là 10 chế độ mặc định thôi. Con này còn có thể sử dụng phần mềm riêng để mình chỉnh sang các chế độ đèn led khác phức tạp hơn rất là nhiều, và nó có hỗ trợ rất là nhiều chế độ đèn led. Ở đây thì mình không thể nào mà sâu hết được. Ngoài ra thì trong các chế độ đèn led này chúng ta sẽ thấy có một cái chế độ đèn led khá là hay, đó là về chế độ đèn led nháy theo nhạc. Đây mình đổi cho các bạn xem nhé. Đó. Khi mà mình nói thì các bạn nhìn thấy đây, nó sẽ nháy theo cái tiếng động xung quanh. Ví dụ như mình gõ bàn, đó, nó sẽ nháy giống như những cái trình nghe nhạc mà khi nó có cái biểu đồ tăng giảm âm lượng trong các cái trình nghe nhạc á, khá là hay. Và nó cũng là đèn LED RGB luôn. Khi chúng ta dùng sử dụng âm lượng to thì nó sẽ nháy mạnh hơn. Đây là một tính năng mà mình thấy nó khá là thú vị đấy, nhất là đối với những bạn nào mà hay nghe nhạc bật loa ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó là cái phần cảm giác gõ cũng như là âm thanh gõ của em này. Và em này đang sử dụng là brown switch cho nên nó sẽ không có tiếng clicky. Như các bạn đã thấy thì cái tiếng của brown thì nó sẽ không có lách tách và nó chỉ nghe tiếng thục thục. Và cái cảm giác của brown thì nó sẽ nặng hơn red một chút, nhưng mà nó sẽ cho cái cảm giác đi qua một cái khắc. Thì cái này cũng tùy người thôi, có người thích có người không. Tuy nhiên thì mình vẫn thích dòng red sweet hơn, tại vì nó êm ái và nó sẽ cho cảm giác mượt hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì một cái điểm mạnh của em này là những cái bộ keycap này gõ rất là sướng, tại vì nó là keycap PPT Sun. Đó. Khi mình gõ thì không hề có cảm giác nghe tiếng lọc sọc luôn. Rất là đã. Đây. Cái stab của nó làm rất là ổn luôn. Và mình thấy là cái stab của con này thì nó cũng được lúc sẵn rồi. Cho nên là khi mình gõ thì cảm giác nó mượt hơn rất là nhiều so với những cái stab gốc. Ok, như vậy là mình đã đi đánh giá sơ qua chiếc bàn phím Skylong. Con này có mã sẽ là SK61. Và phiên bản của mình đây là phiên bản dùng dây. Còn ngoài ra thì nó còn có cả phiên bản không dây nữa. Tuy nhiên không dây thì chúng ta phải để ý một chút, tại vì rất là nhanh hao pin nếu mà chúng ta bật LED RGB lên. Ok, vậy chúng ta sẽ tổng kết em này lại. Với cái giá chỉ khoảng tầm hơn 1 triệu thì các bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím này? Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái layout khá là gọn gàng, 60%, dễ dàng mang đi. Đèn LED RGB sập sình luôn, có cả chế độ LED theo nhạc. Và chúng ta sẽ có một cái bộ keycap rất là ngon, PPT Daisub. Tuy nhiên thì chuẩn của nó sẽ là chuẩn DSA, thì cái này các bạn lưu ý nhé. Và rất tiếc thì con này hiện tại đang không có bán hàng chính hãng ở tại Việt Nam, mà nó chỉ bán thông qua một trang thương mại điện tử bên nước ngoài, đó là trang Banggood. Nếu các bạn có nhu cầu mua thì có thể đặt hàng phía link phía dưới nhé. Và cái Banggood này thì nó hỗ trợ ship đến tận nhà của các bạn tại Việt Nam luôn.
Ok, thế các bạn nghĩ sao về chữ bàn phím này? Hãy để lại comment ở phần bình luận nhé. Và nếu như các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye!